của các cá nhân Facine từ kịch hát. Và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với Facine Secret Supermodel. Can can ladies and gentlemen. Vâng, thưa các bạn, hôm nay chính tại nơi đây các bạn sẽ được tham gia một show trình diễn thời trang lớn nhất thế giới. Một show thời trang được thiết kế tại một nơi mà được coi như là một xưởng may của Facine. Vâng, chúng tôi là xưởng may của Facine, nhưng chúng tôi không chỉ biết tạo ra bê tông cốt thép mà chúng tôi còn biết thiết kế những thứ tinh tế hơn thế. Vậy các bạn đã sẵn sàng tham gia show Facine Bikini của chúng tôi chưa? Are you ready? So, so what? La 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 now. La 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 la. Anh cứ uống thôi. Xin lỗi vì có chút trả kỹ thuật một chút ạ. Ok, bikini sunny is going. Thank you.
Sir, khi chị đang đi chơi đã chiếm hoa rồi, hoặc là cho tên kia tê ạ. Mua xin liên hệ số điện thoại 0985551415 đến số điện thoại của trưởng phòng Nguyễn Văn Huy ạ. Xin cảm ơn rất nhiều. Xin cảm ơn một tiết mục tôi nói rằng đã lấy được cảm xúc của rất nhiều người. Bùng nổ. Theo tôi, tiết mục này tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến một sắc thái khác của đêm gala hôm nay. Đó là tiết mục cũng không kém phần sôi động, rất sexy và rất bất ngờ, đồng thời cực kỳ hoang dã. Chúng ta hãy cùng đến với tiết mục vũ điệu hoang dã của phòng Commercial Building và phòng kế toán.